Sáng nay, 15 trừ 10, Công an quận Đống Đa Hà Nội cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng rãi ổ nhóm ăn trộm xe máy trên địa bàn. Vụ việc xuất phát từ rạng sáng ngày 30 tháng 9, đối tượng Ngô Quang Tuấn 1993, trú Yên Hòa, cầu giấy cùng Nguyễn Mạnh Linh 1982, trú Vĩnh Truy, hai bà Trưng hẹn nhau tại khu vực chân cầu Vĩnh Truy bàn luận đi ăn trộm tài sản. Tuấn chở Linh bằng xe Honda Di Sơn ăn trộm được lượng lờ trên các tuyến phố thuộc quận Hai Bà Trưng, Đống Đa. Khi đến phố Lý Văn Phước, phường Cát Linh, quận Đống Đa thấy cổng nhà số 13 không khóa, bên trong có xe màu đen, Linh đứng bên ngoài cảnh giới còn Tuấn vào nhà phá khóa cổ xe rồi dắt ra. Linh ngồi xe, Tuấn đi xe di sân phía sau đẩy về gửi ở tòa nhà trong ngõ 13 lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 8 giờ sáng cùng ngày, Tuấn gọi thợ sửa khóa mở khóa mát kia của xe rồi sử dụng làm phương tiện đi lại. Hành vi của các đối tượng không qua mắt được các trinh sát. Ngày 2 tháng 10, Ngô Quang Tuấn bị công an quận đóng đa nắm khẩn cấp, hai ngày sau Nguyễn Mạnh Linh cũng phải ra tay vào còng. Quá trình điều tra mở rộng rãi vụ án, Ngô Quang Tuấn khai nhận đã thực hiện 12 vụ ăn trộm xe máy khác trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, khoảng tháng 5 năm 2019 ăn trộm một xe rim, một xe di sân tại số 42 chi 120 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa tháng 6 năm 2019, Tuấn cùng các đối tượng trộm xe máy mua đe tại ngõ Quang thổ 3, hàng bột, đóng đa, xe máy màu trắng tại 84 võ thị 6, hai bà trưng, xe mua đe tại 113 Nguyễn Ngọc Nại, Cương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội và xe tại số 9 378 12 thủy khu, Tây Hồ, Hà Nội. Đối tượng Nguyễn Mạnh Linh Tháng 7 năm 2019, tuấn cùng đồng bọn trộm 3 xe tại Trần Hữu Tước, Nam Đồng, đóng đa, tại ngõ 7 Thái Hà, Trung Liệt, đóng đa và tại ngách 121 Thái Tịnh 1, Thịnh Quang, đóng đa, trộm xe cơ gi tại 246 Cam Thiên, đóng đa. Cũng trong tháng 7, các đối tượng trộm xe màu xanh tại số 777 Giải Phóng, Hoàng Mai, xe tại 396 Xã Đàn, đóng ra và xe tại số 10 ngõ 208 Lê Trọng Tấn, Cương Mai, Thanh Xuân được biết, Ngô Quang Tuấn đã từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản và một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác tội ác mà có, đang hưởng án treo. Nguyễn Mạnh Linh có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác tội ác mà có. Mỗi xe máy trộm được, các đối tượng bán lại hơn 10 triệu đồng. Ngày 10 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối với Ngô Quang Tuấn và Nguyễn Mạnh Linh về hành vi ăn trộm tài sản. Hiện công an quận Đống Đa đang tích cực điều tra mở rộng rãi vụ án, xác minh làm rõ ràng các đối tượng liên quan, củng cố hành vi tội ác của các đối tượng, ra soát thu hồi tang chứng để xử lý theo luật pháp của pháp luật. Công an quận Đống Đa thông báo, ai là bị hại của vụ án trên đề nghị liên hệ đội cảnh sát hình sự gặp bạn hữu Nguyễn Quang Minh, số điện thoại.